Conan Internet, chỉ ra thời điểm Trấn Thành chụp 1000 trang sao kê có sự bất thường, thực hư ra sao. Trấn Thành đã chủ động đăng tải hình ảnh sao kê lên Google Drive nhưng cư dân mạng vẫn soi ra điểm bất thường. Chiều ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã tiến hành đăng tải hơn 1000 trang sao kê tài khoản ngân hàng lên fanpage của mình. Tuy nhiên, vì hình ảnh được chụp quá mờ và do giới hạn của Facebook chỉ cho phép tải lên 100 hình ảnh cho một bài đăng, nam MC đã quyết định upload những hình ảnh giấy tờ sao kê này lên Google Drive và chia sẻ lại để netizen có được bằng chứng chất lượng cao để xăm soi. Hơn 1000 trang sao kê được Trấn Thành đăng lên Google Drive. Đặc biệt, cư dân mạng đang truyền tay nhau bằng chứng chênh lệch thời gian của một netizen IT. Theo hình ảnh chia sẻ thì sau khi tải ảnh về máy và check thông tin thì thời gian giữa exif và thời gian giữa modify property khác nhau dẫn đến chuyện nghi vấn ảnh có sự can thiệp. Theo đó, Trấn Thành khẳng định trong bài đăng của mình rằng thời gian nhận được tài liệu sao kê từ ngân hàng là vào sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong hình ảnh bên dưới, cộng đồng mạng đã chỉ ra việc file ảnh này đã bị chỉnh sửa vào khoảng 2 giờ 50 sáng ngày 7 tháng 9, hình ảnh bên dưới. Bức ảnh chỉ ra sự khác biệt thời gian khi check thông tin ảnh. Như vậy, thông tin này có mâu thuẫn với bài đăng trên fanpage của Trấn Thành. Vì theo lời nam MC, đến sáng ngày 7 tháng 9 thì ngân hàng mới gửi đến tận tay anh hơn 1000 trang sao kê với mộc đỏ và dấu giáp like. Vậy đoạn được đánh dấu đỏ kể trên có ý nghĩa gì? Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ ngày created, ngày tạo, ngày modify, ngày chỉnh sửa nó chả liên quan gì với EXIF cả. EXIF là thời gian ảnh được chụp trên camera. Created date và modify date là thời gian chỉ được tính từ khi cái file ảnh được ghi lên ổ cứng của bạn. Cụ thể, thông tin tệp là những trường dữ liệu được sinh ra khi tệp tin được tải xuống hay tương tác trên hệ thống. Để xem được thông tin tệp trên Windows, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấp phải vào đối tượng, chọn Property tính chất và toàn bộ thông tin tệp tin đó sẽ hiển thị trong tab General thông tin chung. Ở đây, chúng ta sẽ xem qua thông tin tệp của tệp tin có tên IMG gạch dưới 7610. SEIC. Có thể thấy được toàn bộ thông tin về tệp tin kể trên như ngày được tạo trên hệ thống, thời điểm chỉnh sửa cuối cùng và thời điểm truy cập cuối cùng. Những mốc thời gian này được sinh ra khi tệp tin được khởi tạo, tương tác chỉnh sửa trên hệ thống và sẽ bị thay đổi liên tục theo hệ thống mà nó được lưu trữ. Có nghĩa là với mỗi thiết bị khác nhau, những thời điểm này sẽ hiển thị khác nhau. Cùng một tệp tin nhưng thời điểm chỉnh sửa cuối cùng lại khác nhau. Một ảnh hiển thị 4 giờ 12. Ảnh này lại 2 giờ 50. Thử làm ví dụ trên một vài bức ảnh khác, kết quả cho ra dựa trên Modify vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần sau một lượt tải về và đăng lên Drive thì các thông tin thời gian chỉnh sửa đã có sự khác nhau, không hề có sự cố định. Bức ảnh được chụp vào thứ hai, 14 giờ 19 nhưng sau khi tải lên driver lúc 12 giờ kém ngày 7 tháng 9 và được tải xuống máy tính thứ hai thì được created và modify lại một lần nữa theo hệ thống thời gian của máy. Khi quy trình này lặp lại và chiếc ảnh quay trở về chiếc máy tính đầu tiên thì lại ra modify là 10 giờ 40 tối 7/9. Tấm ảnh này được chụp 18 tháng 9 năm 2019, nhưng lúc tải về máy và xem thì lại ghi ngày 8 tháng 9. Vì vậy, không thể dựa vào thời gian từ Modify để nói rằng bức ảnh của Trấn Thành đã có sự chỉnh sửa. Khi xem thông tin cho một ảnh cụ thể trong trình duyệt tệp của hệ điều hành nó sẽ liên quan đến việc đọc dữ liệu trên máy tính của bạn, chẳng hạn như khi nó được tạo trên máy tính, khi nó được chuyển đến một vị trí cụ thể, khi nó được bạn chỉnh sửa, sửa đổi hoặc truy cập. Điều này có thể gây nhầm lẫn vì ngày tạo trong hệ điều hành của bạn không nhất thiết phải là khi ảnh thực sự được chụp ngày chụp EXIF. Thay vì việc dựa vào thời điểm chỉnh sửa cuối cùng, để biết được thông tin của một hình ảnh, chúng ta nên dựa vào trường dữ liệu khác, gọi là EXIF. EXIF là một trường dữ liệu thường được lưu kèm với một ảnh kỹ thuật số, trong đó chứa các thông tin về thiết bị, thời gian chụp cùng với đó là các thông số kỹ thuật của bức ảnh như tốc độ, khẩu độ, ISO, thậm chí là vị trí nơi bức ảnh được ghi lại. Dữ liệu EXIF của ảnh,
IMG gạch dưới 7610. PEIC, được Trấn Thành đăng tải lên Google Drive. Theo thông tin từ dữ liệu EXIF, có thể thấy, Trấn Thành đã chụp hình ảnh giấy tờ sao kê bằng iPhone 12 Pro Max đang chạy trên phiên bản iOS 14.7.1, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 7 tháng 9 và trong ảnh còn lưu cả thông tin vị trí. Qua tra cứu tọa độ, có vẻ như chúng được chụp tại khu vực quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Qua tọa độ GPS được ghi lại trong EXIF, có thể thấy Trấn Thành đã chụp những ảnh sao kê này tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, việc netizen soi dữ liệu thời gian modify để nói rằng file ảnh của Trần Thành đã được can thiệp thời gian là không tuyệt đối chính xác vì thông tin này bị ảnh hưởng khi các file được tải lên và download lại về trên các thiết bị khác. Conan Internet chỉ ra thời điểm Trấn Thành chụp 1.000 trang sao kê có sự bất thường, thực hư ra sao. Trấn Thành đã chủ động đăng tải hình ảnh sao kê lên Google Drive nhưng cư dân mạng vẫn soi ra điểm bất thường. Chiều ngày 7 tháng 9, Trấn Thành đã tiến hành đăng tải hơn 1.000 trang sao kê tài khoản ngân hàng lên fanpage của mình. Tuy nhiên, vì hình ảnh được chụp quá mờ và do giới hạn của Facebook chỉ cho phép tải lên 100 hình ảnh cho một bài đăng, nam MC đã quyết định upload những hình ảnh giấy tờ sao kê này lên Google Drive và chia sẻ lại để netizen có được bằng chứng chất lượng cao để xăm soi. Hơn 1.000 trang sao kê được Trấn Thành đăng lên Google Drive. Đặc biệt, cư dân mạng đang truyền tay nhau, bằng chứng, chênh lệch thời gian của một netizen, IT. Theo hình ảnh chia sẻ thì sau khi tải ảnh về máy và check thông tin thì thời gian giữa XZIP và thời gian giữa Modify, Property khác nhau dẫn đến chuyện nghi vấn ảnh có sự can thiệp. Theo đó, Trấn Thành khẳng định trong bài đăng của mình rằng thời gian nhận được tài liệu sao kê từ ngân hàng là vào sáng ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, trong hình ảnh bên dưới, cộng đồng mạng đã chỉ ra việc file ảnh này đã bị chỉnh sửa vào khoảng 2 giờ 50 sáng ngày 7 tháng 9, hình ảnh bên dưới. Bức ảnh chỉ ra sự khác biệt thời gian khi check thông tin ảnh. Như vậy, thông tin này có mâu thuẫn với bài đăng trên fanpage của Trấn Thành. Vì theo lời nam MC, đến sáng ngày 7 tháng 9 thì ngân hàng mới gửi đến tận tay anh hơn 1.000 trang sao kê với mộc đỏ và dấu giáp like. Vậy đoạn được đánh dấu đỏ kể trên có ý nghĩa gì? Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ ngày created, ngày tạo, ngày modify, ngày chỉnh sửa nó chả liên quan gì với EXIF cả. EXIF là thời gian ảnh được chụp trên camera. Created date và modify date là thời gian chỉ được tính từ khi cái file ảnh được ghi lên ổ cứng của bạn. Cụ thể, thông tin tệp là những trường dữ liệu được sinh ra khi tệp tin được tải xuống hay tương tác trên hệ thống. Để xem được thông tin tệp trên Windows, chúng ta chỉ cần đơn giản là nhấp phải vào đối tượng, chọn Property tính chất và toàn bộ thông tin tệp tin đó sẽ hiển thị trong tab General thông tin chung. Ở đây, chúng ta sẽ xem qua thông tin tệp của tệp tin có tên IMG gạch dưới 7610. PEIC. Có thể thấy được toàn bộ thông tin về tệp tin kể trên như ngày được tạo trên hệ thống, thời điểm chỉnh sửa cuối cùng và thời điểm truy cập cuối cùng. Những mốc thời gian này được sinh ra khi tệp tin được khởi tạo, tương tác chỉnh sửa trên hệ thống và sẽ bị thay đổi liên tục theo hệ thống mà nó được lưu trữ. Có nghĩa là với mỗi thiết bị khác nhau, những thời điểm này sẽ hiển thị khác nhau. Cùng một tệp tin nhưng thời điểm chỉnh sửa cuối cùng lại khác nhau. Một ảnh hiển thị 4 giờ 12. Ảnh này lại 2 giờ 50. Thử làm ví dụ trên một vài bức ảnh khác, kết quả cho ra dựa trên modify vô cùng hỗn loạn. Chỉ cần sau một lượt tải về và đăng lên Drive thì các thông tin thời gian chỉnh sửa đã có sự khác nhau, không hề có sự cố định. Bức ảnh được chụp vào thứ hai, 14 giờ 19 nhưng sau khi tải lên driver lúc 12 giờ kém ngày 7 tháng 9 và được tải xuống máy tính thứ hai thì được created và modify lại một lần nữa theo hệ thống thời gian của máy. Khi quy trình này lặp lại và chiếc ảnh quay trở về chiếc máy tính đầu tiên thì lại ra modify là 10 giờ 40 tối 7/9. Tấm ảnh này được chụp 18 tháng 9 năm 2019, nhưng lúc tải về máy và xem thì lại ghi ngày 8 tháng 9. Vì vậy,
không thể dựa vào thời gian từ Modify để nói rằng bức ảnh của Trấn Thành đã có sự chỉnh sửa. Khi xem thông tin cho một ảnh cụ thể trong trình duyệt tệp của hệ điều hành, nó sẽ liên quan đến việc đọc dữ liệu trên máy tính của bạn, chẳng hạn như khi nó được tạo trên máy tính, khi nó được chuyển đến một vị trí cụ thể, khi nó được bạn chỉnh sửa, sửa đổi hoặc truy cập. Điều này có thể gây nhầm lẫn vì ngày tạo trong hệ điều hành của bạn không nhất thiết phải là khi ảnh thực sự được chụp ngày chụp EXIF. Thay vì việc dựa vào thời điểm chỉnh sửa cuối cùng để biết được thông tin của một hình ảnh, chúng ta nên dựa vào trường dữ liệu khác, gọi là EXIF. EXIF là một trường dữ liệu thường được lưu kèm với một ảnh kỹ thuật số, trong đó chứa các thông tin về thiết bị, thời gian chụp cùng với đó là các thông số kỹ thuật của bức ảnh như tốc độ, khẩu độ, ISO, thậm chí là vị trí nơi bức ảnh được ghi lại. Dữ liệu EXIF của ảnh, IMG-7610. PEIC, được Trấn Thành đăng tải lên Google Drive. Theo thông tin từ dữ liệu EXIF, có thể thấy, Trấn Thành đã chụp hình ảnh giấy tờ sao kê bằng iPhone 12 Pro Max đang chạy trên phiên bản iOS 14.7.1, vào khoảng 16h30 ngày 7 tháng 9 và trong ảnh còn lưu cả thông tin vị trí. Qua tra cứu tọa độ, có vẻ như chúng được chụp tại khu vực quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Qua tọa độ GPS được ghi lại trong EXIF.